Nguyễn Văn Vui xin chào cô chú và anh chị nha. Đây giờ là cũng 8 giờ rồi, nghệ sinh review và lắp cái VTC 2.2 ngựa rồi đó. Hoạt động rồi cô chú và anh chị. Chạy cực kỳ im cô chú anh chị ơi. Sẵn trang lại vừa làm vừa quay giới thiệu cho cô chú anh chị xem luôn. Nghĩa lắp ngày qua đến nay hoạt động rồi nè. Bắt đầu nghĩa vệ sinh bơm nước cạn mấy cái này ra. Bắt đầu cái vệ sinh xịt bùng với cô chú anh chị, vệ sinh nhiều khi cô chú anh chị không biết bùng qua đây bùng truyền nước qua đó. VTC VTC 2 ngựa rất ok cô chú anh chị, cái đây độ im mà chất lượng luôn á. Motor bên Nghĩa quấn là kiểm tra hết cô chú anh chị, mát búng đồ bật đạn đồ là toàn bộ là thay mới hết, đồng là quấn đủ ký đủ theo nhà sản xuất nha cô chú anh chị. Cái đầu chạy ngon à, này là hàng con nghe là bố tương nghĩ ta làm lại. Cô chú anh chị có sử dụng bô tơ máy dầu cũ đồ liên hệ nghĩa nha, vệ sinh ao hồ nè, nghĩa đang bắt đầu làm. Chú anh chị có sử dụng mấy cái món mặt hàng đó thì ủng hộ Nghĩa. Sẵn đi quay vòng vòng cho nó đủ thời gian cô chú anh chị. Chạy đến cô anh chị, chú anh chị xem khu tôm này mới thu hoạch xong á. Khu này tôm về xay được 20-25 con. Ba khu đất này, khu đất của Nghĩa cho thuê người ta, cho ta thuê người ta làm thành công. Tôi thành công mùa này thành công. Chẳng quay vòng vòng cho gửi đến cô chú anh chị xem khu ao. Bắt đầu sẽ tiến hành vệ sinh này, quay tiếp về cái video nữa gửi đến cô chú anh chị xem. Trong là nhà ông Nghĩa này, nhà ông Nghĩa đây, quen ở trước cửa. Ốc dưới tập quay mà dừng video lại, không biết dừng sao. Chú ý quay thẳng luôn à. Quay nó tắt cái nó đi luôn à, không có dừng được. Ao này đẹp lắm cô chú anh chị. Khu ra ngoài trời đó nghĩ thiết kế cũng tạm được. Tiến hành này vệ sinh. Cô chú anh chị có làm ao này nhớ ủng hộ Nghĩa nha. Này Nghĩa sẽ thông tết nè, vụ này vụ đầu tiên. Cũng may mắn hôm nay sẽ cô chú về được xe to. Cũng mừng. Dài quá mà. Đường vô nhà cá chết luôn cô chú anh chị. Ốc quá trời luôn. Đây là đường vô nhà nữa nè. Ao riết chợ nó sạc hết rồi, không ao này nó bị sạc.
di này di văn nhạn. Đây là hệ thống ổ lắng. Tới cái nhà ông Nghĩa này. Hiện tại còn cái giảm tốc nè. Máy đi cũng đi làm luôn. Nó máy tưới. Ê, Nghĩa xin tạm dừng video nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị có sử dụng nước mắm thì ghé vào kênh YouTube ủng hộ Nghĩa nha. Đăng ký kênh Nghĩa.